em rất là tiếc bởi vì là thầy là một người đồng hành. Vừa buồn vừa tủi nữa, không biết là các bóng 300 đó sẽ có một cái người mà thủ lĩnh nào mới để mà dẫn dắt được hay không. Đối với chúng tôi đó thì cũng có cảm giác là nó bị hơi hụt hẫng. Trong những trường hợp nhất định thì có thể là nó không, chưa hẳn đã phù hợp và nó làm bó chân những cái người mà cần phải giải quyết một cách linh hoạt. Thưa quý vị, với những thành tựu nổi bật, giáo sư Trương Nguyện Thành được nhắc đến như là một người tài được trải thảm đỏ về đóng góp cho quê hương. Chính vì vậy mà việc ông không đủ tiêu chuẩn để làm hiệu trưởng là một điều mà khiến không chỉ ban giám hiệu trường Hoa Sen và sinh viên bất ngờ, mà chính những người ngoài cuộc như tôi hay là quý vị bất ngờ. Chúng ta có lẽ bất ngờ bởi hai điều là không dễ gì tìm được một giáo sư đủ đức đủ tài, nhiều kinh nghiệm quốc tế, được tín nhiệm cao và đảm nhận vào một vị trí lãnh đạo quan trọng như vậy. Và ông là ai? Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip sau đây. Vậy khi con người đứng trước những cái nỗi sợ đó, thường họ thường làm gì? Họ quyết định sống trong cái không gian an toàn và không làm gì cả. Nổi tiếng với biệt danh giáo sư quần đùi, giáo sư Trương Nguyện Thành không chỉ để lại ấn tượng với những câu nói mang tính thúc đẩy sinh viên nỗ lực, cố gắng, mà còn với học vị cao và những giải thưởng danh giá. Trước khi về Việt Nam vào năm 2009, ông là tiến sĩ ngành hóa và giành được giải thưởng của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ. Sau đó, ông tiếp tục học tiến sĩ ngành mô phỏng cơ cấu sinh lý. Năm 1992, ông được mời về trường Đại học Utah, Mỹ. Năm 2002, ông được phong giáo sư cao cấp khi mới 41 tuổi. Với mong muốn đóng góp cho quê hương, ông trở về Việt Nam vào năm 2009 và giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 1 năm 2017, giáo sư Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và lý do để giáo sư không trở thành hiệu trưởng của Trường Đại học Hoa Sen đó là ông không có đủ thời gian làm quản lý đơn vị trong 5 năm theo đúng như quy định của luật giáo dục. Vâng, thưa quý vị, điều 20 của luật giáo dục Đại học 2012 quy định là tiêu chuẩn hiệu trưởng là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất là 5 năm. Nhiều ý kiến tâm huyết trong ngành giáo dục thì cho rằng những quy định này đã không còn phù hợp. Theo thạc sĩ Trương Tiến Sĩ, quy định tại Điều 20 luật giáo dục cho thấy sự nhập nhằng giữa người có chuyên môn và người có kinh nghiệm quản lý. Người có chuyên môn cao được nhiều người tín nhiệm, chưa chắc đã có kinh nghiệm quản lý và ngược lại. Vì vậy, nếu đòi hỏi chức danh hiệu trưởng tham gia quản lý cấp khoa phòng của các cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm là chưa phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Mình đưa ra cái tiêu chuẩn đối với một cái ông hiệu trưởng á, thì ổng thuần về chuyên môn mà. Thuần chuyên môn thì như vậy là những cái thành tích về chuyên môn á, nó mới là cái yếu tố quyết định cho cái vị trí đó, chứ không phải là cái thời gian anh làm quản lý ở những cái cấp phòng rồi khoa này kia vân vân, không có. Tại sao mình không tách bạch nó ra? Tức là cái mô hình của chúng ta cứ đi theo cái mô hình của thế giới. Số đông các cái trường ở trên thế giới, từ các trường đại học cho đến các cái trường mà trung học á, thì họ đều quản lý quản trị nhà trường theo cái mô hình đó, tức là họ tách bạch giữa cái chuyên môn và cái điều hành hành chính. Còn theo phó giáo sư Thái Bá Cần, cần thiết đưa quyền tự chủ của một số trường khi có đủ điều kiện, đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh đang có chính sách thu hút người tài thì cần linh hoạt bổ nhiệm. Việc thu hút và giữ chân người tài ở trong các trường đại học là vấn đề rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là mỗi một cái trường đại học thì vai trò người thầy là quyết định cái chất lượng đào tạo của trường đại học đấy. Thừa nhận sự bất cập này, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định trước đây tại Điều 20 luật giáo dục mang tính định tính, dễ áp dụng. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy điều này chưa phù hợp trong một số vụ việc. Có thể trong những trường hợp nhất định thì có thể là nó không, chưa hẳn đã phù hợp và nó làm bó chân những cái người mà cần phải giải quyết một cách linh hoạt để mà lựa chọn những cái người giỏi, có thể họ vơi hụt ở cái tiêu chuẩn này nhưng họ lại xuất sắc ở những cái tiêu chuẩn khác và họ vẫn là một cái nhân tố tiềm năng có thể là một cái hiệu trưởng giỏi. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian tới luật giáo dục sẽ sửa đổi, trong đó có điều 20. Dự thảo sửa đổi sẽ hướng đến việc làm thế nào để đảm bảo quyền tự chủ cho các trường, đồng thời đảm bảo chất lượng cho các chức danh quan trọng.